Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Singer đây. Hiện tại đây có firm bài của mình đang có, đó chính là bài thần thoại cảnh vệ, xạ thuật sư và đấu sĩ nha. Và đang đi chung với Neko, Tamken, Aichok, On và Stevie một sao. Hai vị tướng đem chính của mình đang có, đó chính là con Amumu này tướng 3 tiền 2 sao, cũng như là Garen tướng 1 tiền 2 sao nha mọi người. Còn tướng đem chính á, là con Bạch này tướng 3 tiền 1 sao, đang cầm tới tận là hai cái trang bị lớn nha, cuồng đao và đả bác liên thanh hơ. Và gặp luôn công này một cái phơm bài xong đấu hắc ám gần như là full 2 sao luôn nha mọi người. Và từ đầu game đến tận bây giờ luôn á, là mình cũng đang có được một cái lượng máu thật sự đang rất là thấp luôn, khi mà chỉ còn đúng 45 máu thôi nha. Ở rào bài chấm với một cái chủ thu 8 trận liên tục rồi và đang chưa thắng được bất kỳ một cái trận nào cả. Nhưng mà đây rồi, Nemo con bài cái nó quăng kìa. Ôi ôi, ôi lỗi thế nhờ. Ôi nó quăng kìa Nemo ơi, bờ lưu tụt luôn mà, và đó là một cái trận thắng đầu tiên. Ok, comeback vội luôn ấy chưa. Tại vì đầu game á, ngay từ ro 2.1 là mình cũng đang có được một cái lõi kim cương nha mọi người. Là càng lên level cao á sẽ càng mạnh nha. Đấy chính là quầy sinh nhật hơ. Khi mà lên level á, nó sẽ lấy cấp của mọi người trừ đi 4 nha. Thì nó sẽ cho anh em một cái vị tướng 2 sao miễn phí ngẫu nhiên á. Giả bộ level 5 á trừ đi 4 đúng không, sẽ cho mọi người một cái vị tướng 1 tiền 2 sao ngẫu nhiên. Và anh em cứ lên level từ từ thôi. Giả bộ level 8 á, là tướng 4 tiền 2 sao ngẫu nhiên. Còn level 9 và level 10 nha, thì đó nó sẽ cho mọi người tới tận là hai vị tướng 5 tiền 2 sao ngẫu nhiên nha mọi người ơi. Nên level không cần phải roll luôn nha anh em ơi. Không cần phải roll luôn. Level 8 là tướng 4 tiền 2 sao nè, đếp máu được có phải gọi là hết cái nước chấm rồi. Level 9, level 10 á, thêm hăng tướng 5 tiền 2 sao nữa. Và nếu như mọi người cực kỳ may mắn luôn á nha, giả bộ ở level 9 á, nó cho mọi người một con Hawaii 5 tiền 2 sao. Là level 10 tiếp tục á, là một con Hawaii 5 tiền 2 sao. Và nếu như mọi người có sẵn một cái Neko cỡ lớn, rồi thêm con Hawaii á, nó vẽ thêm một con tướng 5 tiền miễn phí là chính nó nữa nha anh em ơi. Thì cái việc mà lên tướng 5 tiền 3 sao á, là hết sức dễ luôn. Nhưng mà đó là một cái tỷ lệ phải gọi là cực kỳ ảo Mystikula luôn á nha. Tại vì rất là khó để mà khi nào á, mọi người có được một cái lõi kim cương quà sinh nhật này mà lên level 9, level 10 á, nó cho anh em tới tận là hai tướng 5 tiền 2 sao miễn phí ngẫu nhiên mà giống nhau nữa nha mọi người. Nói chung tỷ lệ thì vẫn là tỷ lệ thôi, nó vẫn có nha, nhưng mà cực kỳ hiếm luôn. Đây rồi, Silas tướng 4 tiền 2 sao luôn anh em ơi. Đấy, không có cần phải roll làm gì cả. Đó là lý do tại sao đầu game á, là mình cho nó một cái chủ thu thật là già luôn, để mà mình có thể tích được một cái lượng tiền lãi sớm anh em ơi. Lên level với một cái tốc độ gần như là chóng mặt luôn á, khi mà đang mới ra 3 chấm thôi, level 8 hơn 50 tiền nha. Và cái quan trọng nhất á, hiện tại cái cổng này của mình đang chơi là cổng đầm cua anh em ơi. Đây là một cái cổng thật sự á, là mọi người chỉ cần không lên cấp lúc đầu game, tích 50 tiền càng sớm đi á, là nó cho mọi người một cái lượng tiền phải gọi là lên level 10 hoặc là roll mang tướng 3 sao á, nó cực kỳ dễ dàng luôn á nha, và hơi bị ảo ma luôn anh em ơi. Khi mà con bạch này không có cần roll bất kỳ một cái lần nào, đánh quái tự rớt luôn, bạch 2 sao luôn rồi nè. Ngon thế nhờ, không có cần roll luôn anh em ơi. Và con bạch này cũng đang là một cái vị tướng carry chính của mình á, tự 2 sao thì quá dễ rồi anh em ơi. Tại vì mình cũng vừa mới thua thêm một trận á, hồi cái trận này ở nhà là xém thắng luôn á chứ. Nhưng mà con bạch này một sao ở tầm ra 3 chấm như này nó cũng hơi bị thiếu đam anh em, thua rồi. Cái lõi kim cương thứ hai của mình vừa mới lấy hồi nãy nha anh em ơi, đó chính là một cái lõi kim cương tuyển nhân sự nha. Nó cho mình thêm một cái slot tướng á, thêm một ô tướng anh em ơi. Nhưng mà cái quan trọng nhất khi mà mình lấy cái lõi kim cương này á, đó chính là một cái Neko cỡ lớn nha. Khi mà level 9, level 10 á, được hang tướng 5 tiền 2 sao ngẫu nhiên, thì chỉ cần nó ra cho mình đúng tướng, mình có một cái lượng tiền lớn và có sẵn một luôn cái Neko cỡ lớn như này, thì làm tướng 5 tiền 3 sao nó thật với mọi người lần siêu dễ luôn á nha. Rồi để cùng thử xem lõi thứ ba. Ui, lõi thứ ba tiếp tục là một cái lõi kim cương anh em ơi. Và đây rồi, trận này giàu chưa từng thấy luôn á anh em ơi. Quỷ phòng hộ ở cái lõi kim cương thứ ba nha. Ây da, tại vì nếu như mọi người lấy cái lõi kim cương quỷ phòng hộ này á, ở lõi 1 hoặc là lõi 2, thì nó chỉ cho mọi người tầm mười mấy tiền hoặc là hai mấy tiền là hết đá rồi. Nhưng mà nếu như mọi người nha, lấy cái lõi kim cương quỷ phòng hộ này ở cái lõi thứ ba, thì nó cho mọi người tới tận là 40 tiền. 40 tiền nha. Và cái quan trọng nhất á, là tích được 100 vàng, được cộng thêm 10 vàng tiền lãi mỗi rao. Và mọi người thấy không, cái combo ác quỷ luôn á. Quà sinh nhật
đi chung với quỹ phòng hộ. Một cái lõi là chơi rất là nhiều tiền, một cái lõi á là càng lên cấp đội hình của mọi người nó sẽ càng mạnh. Và cái lõi kim cương thứ hai này mời, một cái nơi cô cỡ lớn nữa thôi chứ cái trận này mà không làm được tướng 5 tiền 3 sao thật sự là quá có lỗi luôn với anh em đó. Mà cái combo siêu giàu này anh em ơi, siêu mạnh này á, mà nó còn đi chung với một cái cổng đâm cua nữa. Đâm cua, quỷ phòng hộ, rồi quà sinh nhật. Trời ơi anh em ơi, cái này không 5 tiền 3 sao thật sự là quá có lỗi với mọi người luôn rồi. Rồi anh em ơi, level 8 gần nửa kép luôn rồi nha. Và đó là còn hơn 100 tiền luôn ha. Let's go. Và nếu như mọi người có bất kỳ một yêu cầu, thử thách hoặc là ý tưởng nào muốn mình làm thêm á, anh em mới đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Cảm ơn mọi người nhiều á. Chuỗi thắng 2 trận rồi anh em ơi, mình đang muốn tiếp tục giữ được cái chuỗi thắng này á, nó càng lâu càng dài sẽ là càng tốt nha. Tại vì nếu mà xét về cái lượng máu hiện tại của mình đang có thì nó không có cao cho lắm anh em, khi mà chỉ còn 38 máu thôi á. Ở ra 4 chấm như này, nếu như mọi người thua đẹp thì thua được thêm 3 trận nữa vẫn có khả năng, nhưng mà phải thua cực kỳ đẹp luôn. Nếu mà bắt đầu qua đâu 5 chấm này á thì chắc là thua 2 trận là cúc à. 78 máu, nhìn thấy là cũng hơi bị vào cái ngưỡng máu tử rồi anh em ơi. Úi dồi hên thế nhờ, gặp luôn cái ông này AFK mọi người à, quá đã. Quá đã anh em ơi. Wow. Wow. Nice sir. Chủ thắng 3 trận rồi nha mọi người ơi. Còn công top 1 và công top 2 kia vẫn đang còn hơn 80 máu và 90 máu à. Quá đã luôn. Mình chỉ cần tích tiền lên level thôi. Mấy ông nói là còn quá đi nhiều máu mà. 5 tiền là có IG với lại là xây da hả? Làm được cái con xây da kia thì ngon anh em. Tại vì cái firm bài của mình đang chơi đi chung với xạ thuật sư á, có thì ngon quá. Đây rồi. Lụm luôn anh em ơi, let's go. Bỏ cái firm bài này vào đếp máu là tới chết luôn ấy chứ. Anh em có bất kỳ một cái góp ý gì về cách mình chơi game hoặc là làm video á, anh em cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình đọc hết tất cả bình luận của mọi người và phát triển hơn ở trong tương lai. Ui Zoe 2 style quá, nhìn có vẻ ngon anh em, nhưng mà đội hình này thì mình lại không có cần Zoe cho lắm á. Tại vì có CV rồi, có Yara rồi. Đây level 9 anh em ơi. Ui xời ơi, cần gì Zoe nữa anh em ơi. Và đó là có luôn một con hơ quay tướng 5 tiền 2 sao khi mà lên hẳn level 9 nha, let's go. Quá đã luôn anh em ơi. Mình nghĩ là Garen cảnh vậy nó vẫn sẽ ok nha. Rồi gặp luôn công top 1 này, nếu như mà thắng thì quá đẹp rồi. Mà cái form bài hiện tại của mình đang có là nó quá mạnh đi anh em ơi, thật sự là không thể nào mà thua được luôn á. Cái tốc độ lên level hiện tại của mình nó quá nhanh và đang 10 slot tướng rồi nha anh em ơi. Nếu mà tính luôn cái con cây le nè là mình đang được tới tận là 11 tướng ở trong cái firm bài này á. Level 9 11 tướng. Nhìn là thôi là khiếp rồi đó. Quăng, nảy. Trời ơi con Bạch đã đứng đầu xong đã bắn thằng cuối xong luôn anh em. Chịu sao mình nói, cầm luôn cái đại bác liên thanh mà. Cứ ăn một mạng á là cộng thêm một cô tầm đánh. Tên bạn nhìn cũng gớm hết chưa. Ước gì chỉ cần lên level 10 thôi, nó cho mình thêm một con hơ quay 2 sao nữa. Xong rồi trong cái lúc á mà mình lên được level 10 đúng không, mình sẽ vẽ được ít nhất á là tầm 3 đến 4 round của cái ô hơ quay này. Mình bỏ hơ quay vào cho nó vẽ tiếp anh em ơi. Xong rồi có sẵn một luôn một cái nơi cô cỡ lớn thì nói chung là hơ quay 3 sao thì siêu dễ luôn anh em. Nhưng mà đó chỉ là mình vẽ thôi, có ra được hay không thì hên xui. Ông này 9 slot tướng với một cái firm bài xong đấu, tướng 5 tiền 4 tiền cũng khá là nhiều. Cố lên. Hôm quay của mình mặc dù là 2 sao mọi người ơi, nhưng mà đang không có đồ nha. Bạch quăng đi bạn. Silas quẩy đi bạn ơi. Ây da, thua anh em ơi, ông này mạnh vậy. Wow, ông này mạnh thế nhờ. Mình tưởng đội hình của mình là bất bại rồi chứ, gọi là không thể thua anh em. Tiếp tục băng với một cái chuỗi thắng dài lên thẳng level 10 luôn, nhưng mà là không có. Oh my god.
Rồi nha, siêu giàu luôn anh em ơi. Mình nghĩ là chỉ cần tầm 3-4 round nữa thôi là mình sẽ đủ tiền lên level 10 luôn rồi nha. Mà cũng khá là ảo khi mà cái cổng hiện tại của mình đang chơi là cổng đầm cua. Mà cái combo lõ nó ra cho mình nó là combo 3 lõ kim cương anh em. Là một cái tỷ lệ là hơi bị hiếm luôn á nha. Nếu như mọi người muốn chắc chắn có một cái trận đấu mà 3 cái lõ kim cương á, thì anh em cần chỉ cần vào cái cổng là tốc độ lăng kính thôi, thì 3 cái lõ đó chắc chắn luôn sẽ là cái lõ kim cương nha. Nhưng mà đây chỉ là một cái tỷ lệ ngẫu nhiên thôi nha mọi người. Mà nó vẫn có đó, trội tiền kìa, tướng kìa, tướng 3 tiền, tướng 4 tiền, rồi tiền rất quá trời luôn anh em. Level 9 và đó là hai con UD luôn nè. Ui, sắp level 10 tới nơi luôn rồi á. Lấy đồ anh em ơi, mình nghĩ là mình chắc là sẽ lấy một cái sô dinh đó cho con Hawaii này. Hawaii 2 star mà không có đồ thì nó hơi phí. Ok, quất luôn. Cố lên. Ông này top 2 anh em ơi. Đang được một cái lượng máu khá là cao á. Ủa, giống thua quá ta. What the hell. Đừng có thua nữa nha. Ơi. Bạch quăng đi bạn ơi. Trời, nó quăng. Ngon. Vẫn thắng được. Kiên ngộ hơi quay à. Ok. Ô, level 10 anh em ơi, đúng lẹ luôn. Và đó là từ nha, mà đang khá là phân vân, không biết nên lượm bây giờ luôn hay là sang mấy round nữa lượm anh em ơi. Nhưng mà mình đang ít máu quá, chắc là lượm luôn nha, tại vì 26 máu round 5 chấm như này là rất là thấp luôn á. Listen the rare, không phải là Hawaii rồi mọi người ơi, hơi buồn một tí nhưng mà làm sao, mình bắt buộc phải lượm nha mọi người. Tại vì cái lượng máu hiện tại của mình đang có là không có đủ để mà chạy cối á, không có đủ nhây á. Mình còn phải có một cái phơm bài mạnh cái đá này em ơi. Rồi gặp cái ông này. Cố lên, hiện tại là mình đang hơi bị thiếu đồ anh em ơi. Đồ phép ít quá. Tính ra là đầu game nó cho mình đúng một cái gậy thôi, mình lắp luôn cái cuồng đao rồi. Không có quỷ thư, không có găng bá thạch, không có sô dinh, không có mũ anh em ơi. Không có quyền trượng luôn. Mà đội hình của mình toàn đem phép không, như là con Lysandra, Hawaii, một cái na, rồi con Lilia nữa anh em ơi. Ui, Lysandra ra nhiều này. Ron phát ra hai con luôn anh em. Lên level 10 Ron chiêu chiêu. 5 mấy con listener ra rồi. Đến 3 star là hơi bị dễ luôn á nha. Nhớ là cái thời kỳ hòn kim á của cái con Hawaii này ở server BBE á mọi người, là chỉ cần Hawaii là được 3 sao thôi nha, nó vẽ một round là có luôn một cái vị tướng 5 tiền 3 sao. Cứ vẽ một round thôi nha mọi người là có một cái vị tướng 5 tiền 3 sao. Nhưng mà Riot thấy nó lỗi quá hay sao á, Riot nớp luôn anh em ơi. Xóa ngay cái ý tưởng đó luôn rồi. Thế thôi là bây giờ chỉ cần Hawaii 3 sao thôi nha mọi người ơi, là vẽ được thêm mười mấy tướng 5 tiền 3 sao luôn cũng được á. Thiệt, chỉ cần đủ máu, chỉ cần câu giờ đủ tốt thôi là ok. Ê, đừng có thua nha, chủ thắng của tôi á. Rồi, thắng được. Thắng được anh em ơi. Ôi, Hawaii kìa. Bủ được ông ta, mình ra được thứ hai anh em ơi. Come on. Ok, trước mặt luôn mọi người ơi. Bủ vội. Và đó là 4 con Hawaii rồi nha. Mình nhớ không nhầm thì cái rau này đi chợ về thì con Hawaii này nó sẽ vẽ được thêm một cái con Listener nữa. Lại 6 con Listener luôn anh em ơi. Mà mới rồi có chiêu chiêu rồi đó. Chưa có rồi tới bến đó. Đây, 6 con anh em ơi. Và còn gần 130 tiền ở level 10. Ron đã luôn đó chứ. IG 2 sao nè. UD 2 sao anh em ơi. Cứ mua thôi. IG là 4 con nè.
Với lại là khi mình nuôi tướng 5 tiền á, tí nữa là mình cũng cần phải check kỹ á. Ôi phải bán anh em ơi, ông này đang chơi Wukong. Top 2 thì đang chơi set rồi. Thôi bán luôn nha mọi người ơi. Tại vì khi mà nuôi tướng 5 tiền 3 sao mọi người, phải quan trọng nhất là cái vấn đề có ai đang chơi chung tướng với em hay không thôi. Tại vì tướng 5 tiền mọi người đừng quên nha, nó chỉ có đúng 9 con trên cùng một cái vị tướng 5 tiền thôi. Nếu như mọi người muốn nuôi á, thì anh em cần phải roll chay hết 9 con luôn rồi đó. Trừ khi mọi người có con hơ quay nè, hoặc là một cái nơi cô cỡ lớn á, thì ok, team bạn giữ một con á, thì mình vẫn nuôi được. Nhưng mà cái tỷ lệ nó rất là khó. Nên đó là lý do tại vì sao á, mình mà nuôi tướng 5 tiền 7 sao thì mình sẽ luôn luôn né ra những cái vị tướng nào mà đang có người chơi anh em ơi. Nuôi cho nó dễ, cho nó thanh thản anh em à. Hơ quay 5 con. Ui hơ quay 6 con luôn rồi nè. Vãi đói. Rất là dễ ra luôn. Mà đang kiểm tra sơ bộ lại là con listener ride của mình là 6 con, hoặc là 6 con, IG là 4 con, UD cũng là 4 con anh em ơi. Ure chắc không có nuôi được rồi. Ure thì cái đội hình của mình nó đâu cũng đang không có chơi anh em ơi. Còn Wukong thì chắc chắn bỏ nè. Wukong là ông top 1 chơi, Seth là ông top 2, ở lộn công top 3 chơi. Chắc chắn là phải né rồi đó. Cố lên, cố lên. Hôm qua nó đang cầm 3 đồ rồi nha mọi người ơi. Có dao điện, có Sojin cũng như là một cái gậy đó. Mảnh đồ này còn thiếu á. Còn listener ra nãy giờ bỏ vào thì nó cũng không có hack được cái mảnh đồ này nha. Xui đó. Úi xồi ôi, ông top 1 thắng nè, thắng đẹp nha. Mình đang rất là cần luôn những cái trận thắng mà đẹp như vậy. Có thể kéo dài được cái trận đấu này nha mọi người. Ui listener ra 7 con nha. Tới rồi đó anh em ơi. Yure bỏ nè. IG là 5 con nè. Nuôi nè nè. Nuôi hết anh em ơi. Nói chung là cái vị tướng 5 tiền này mà đang không có ai chơi thì mình nuôi hết. Mình nuôi hết khi mà mình mua gần như là hết tướng 5 tiền rồi đó. Thì chắc chắn những cái vị tướng 5 tiền còn lại nha, ở trong cửa hàng, nó phải ra cho mình mọi người. Tại vì mỗi khi mà mình roll á thì mình sẽ có tới tận là 25% tỷ lệ ra được một cái vị tướng 5 tiền. Đây hờ quay 7 con luôn anh em ơi. Đây là một cái tỷ lệ roll tướng cực kỳ cao. Nên chỉ cần mình mua càng nhiều tướng 5 tiền á thì cái tỷ lệ ra tướng 5 tiền mà mình đang cần á nha thì nó sẽ càng cao thôi. Xây da 2 sao nè. Listener ra 8 con rồi nha mọi người. Từ câu đi với lại là cái xây da luôn à. Mình thì là đang muốn nuôi tất cả những cái vị tướng này. Bán hết anh em ơi. Bán hết mang tướng 2-3 tiền đi. Có slot nuôi tướng anh em à. Úi xồi Ron xui vậy. Ô bây giờ Ron ở trong cửa hàng toàn Wukong, Yure với lại là set không anh em ơi. Xây da à, cũng đang rất là muốn nuôi luôn anh em ơi. Nhưng mà hết slot tướng nuôi rồi. Bây giờ xài Neko và listener ra thì nó lại hơi bị sớm quá. Rau sau rôn chay luôn anh em. Cái Neko này á, là mình nên xài vào những cái lúc mà mình không có tiền mình rôn nữa. Bây giờ mình vẫn có tiền mình rôn mà, có chiêu chiêu anh em. Lại là Wukong à. Đây IG 6 con, Hawaii 8 con rồi nha. UD 6 con, 7 con luôn anh em ơi. Và đây rồi Hawaii 3 sao, nhưng mà anh em cứ bình tĩnh. Mình lên được Hawaii 3 này á phải là ở lúc cuối cùng để mà team bạn không có đầu hàng cái này. Đầu hàng này hơi phí. Mình đang muốn nuôi thêm á. Rồi lên cho nó anh em ơi. Thôi lag không lên kịp. Quay này bay sao chắc chắn top 1 rồi. Nhưng mà mình đang muốn nuôi thêm anh em à. Ui Ron toàn set rồi Wukong và Yure không anh em ơi. Bây giờ Ron toàn set Wukong với lại là Yure không. Còn listener ra 8 con Ron không ra. UD 7 con, IG cũng là 6-7 con ở đó, cỡ đó anh em ơi, Ron không ra. Stay game mình nhớ không nhầm thì mình cũng đang 6 con luôn rồi nha. Và mình vẫn đang còn một cái Neko. Nói chung ít nhất cái trận này mình sẽ có tới tầm 3 tướng 5 tiền anh em. 3 tướng 5 tiền 3 sao á. Tại vì chỉ cần một round nữa thôi nha mọi người, là mình sẽ có luôn cái con listener ra này 3 sao một cách miễn phí nha. Tại vì sao? 8 con listener ra rồi. Và round sau á, con Hawaii này của mình nó gọi là nó sẽ vẽ được thêm á. Một round nữa thôi anh em ơi. Hawaii còn 5 round để vẽ thêm một cái vị tướng 5 tiền một cách miễn phí. Và cái round này là round thứ 4 rồi.
Rồi tôi sẽ lại listener ra bài luôn. Rồi mình bỏ những cái vị tướng ít tiền, ít style ở phía hàng trên, để mình khi mà mình thắng, mình thắng một cách ít nhất có thể, để mà có thể kéo dài được cái trận đấu này nha. Nhưng mà gặp luôn cái bạn ảo anh em ơi, nên step bài cũng như không rồi. Rồi, rau sau, listener ra bài style luôn anh em ơi, lên luôn cho em nói nha. Hôm nay style top 1 thắng hay không đây? Top 1 thắng hay không đây? Top 1 thua anh em ơi. Top 1 thua. U đi kìa. U đi anh em ơi, lượm U đi ngon nha, tại vì listener ra của mình chắc chắn 3 đó. U xộn kia lượm no anh em ơi. Lượm lít đi. Nói chung là UD của mình 7 con rồi, lượm về là 8 con rồi đó. Còn con list này lượm về thì nói chung là bán lấy 5 vàng thôi. Nhưng list thì chắc chắn 3 rồi anh em. Dư một con luôn anh em, mí cày thế nhờ. Dư hẳn một con anh em à. Khó tin thiệt cái chứ. Đi chợ lượm UD được là ngon rồi. Không sao anh em ơi, mình vẫn đang còn rất là nhiều tiền, thoải mái. Ui, xây da 7 con rồi nha. Xây da 7 con rồi nha mọi người. Ui, set Ron Chiu Chiu 6 con. Ui, set 7 con luôn rồi nè. Gì vậy? Ê, tính ra lúc đầu là mình đang không có muốn nuôi set đâu anh em ơi. Tại vì công top 3 này, công top 2 chứ. Ông đang giữ tướng rồi, nhưng mà sau cái trận ngày hôm nay ông bay màu rồi anh em ơi. Là set nó lại bay vào mình nha. Là có tướng rồi đó. Bây giờ Ron thoải mái rồi đó. Rồi nốt luôn anh em ơi, rau xong kia đi rồi. Ui, EZ 8 con nè. Từ nha, bán hết anh em ơi. Xây da 8 con luôn rồi, sao quá đúng rồi. Xây da bài sao nè, UD 8 con luôn rồi nha. Come on, toàn ra Wukong với lại là Yure không như này. Ủa, đây rồi, UD 3 anh em ơi. Ui dồi, hết tiền roll tiếp rồi. Thôi, Neko vội luôn anh em ơi. Và đó là 5 con tướng 5 tiền 3 sao mà Ron chay luôn á anh em ơi. Không nổ hũ nha mà Ron chay đó, 5 con. Ác quỷ, không chơi thần tài luôn anh em. Đây là một cái trận đấu siêu giàu luôn á. Và ok, chắc chắn top 1 luôn rồi đó. Và GG tất cả mọi người nha. Bye bye.